này. Yeah. Ủa, máu đây này. Ừ. Không. Con này nó tha mùi thế này. Ôi, lên 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 xem nào. Ai đây? Cái gì vậy? Ai ơi. Nhanh 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 nhanh. Ôi. Có gì đấy không em ơi? Ôi. Nó có gì vết đấy. Không thấy gì không? Ủa, đây có cái cột điện thấp tẹp kia. Hay ngày xưa đường đây nhỉ? Xuống dưới đi. Phải khát nước quá này. Ôi, quả mũn này, mũn chín này, quả lư. Dưới đây gì không? Đáng lẻ lắm vậy. Ôi. Chưa thấy cái tung tích khi cái gườm mà con thấy có hai chú vậy. Qua anh em mình. Anh em mình nhặt được ba cái đầu lợn nhưng mà chưa biết là con gì tấn công được ba con lợn đấy, nó cũng khá là lâu rồi. Cái gì đấy? Máu rồi anh. Máu đâu? Máu gì đấy? Ui, thằng đấy trượt đấy. Có nhìn máu gì không? Đâu? Cái gì đây? Máu rồi. Máu đây á? Máu đây này. Ừ. Đây đây. Máu mới đấy nhỉ? Xem hình như tươi nguyên đây đâu. Đây này, đây này. Đây chốt luôn, chốt luôn này. Cái này là lâu rồi. Nó theo ấy. Theo dòng nước có chảy không? Bên trên có à? Có, đây này. Thôi, chạy 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 đi xem nào. Máu, máu, máu. Ý vừa đây này, chảy theo dọc quên này. Ôi, ôi dồi ôi. Cái he 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 là có con gì nó tha mồi nó đi dọc suối gì đấy, về đấy còn gì nữa, chó anh dành đây nó đang kiểu nó tha mồi cho nó đi lên cái này này. Tôi chẳng cần phải nói đâu, tươi lẻ dần dần này. Đây mọi người này, anh máu tươi 100%, máu tươi. Ui giời, con trời dọc theo suối rồi, khả năng nó tha hoặc là nó chảy đi trên. Nó tha xuống rồi. Ui, chắc chắn là này. Ai chưa? Đâu? Lúc này. Trời ơi, chắn rồi. Mới điện đây, đây mà. Mới chưa? Ui, nhờ đây có một hai. Này nó đi tha đi theo dòng suối rồi. Đây. Đây này, con chảy từ trên đây chảy xuống này. Nó tanh ngòm ấy. Ui, trên này. Trên này. Đây. Ui, đúng theo dòng suối rồi, nước con chảy đây. Ôi giời này. Bé. Mà con đéo thì kinh nghiệm. Ừ, chú ạ. Tình tôi chắc là họ bên trên. Nè, mà cái mới đi đúng không? Hay là người ta bắn thú đi qua. Không. Con này nó tha mùi như này. Tôi chưa biết là thật. Không, ví dụ bác bạn hỏi bắn thì sao? Bắn đấy. Hỏi bắn hoặc là săn dính vào bẫy. Hay là người ta làm thịt. Không, nhưng mà trời nhiều này, chắc chắn là con này đang mất máu rồi. Con này đúng rồi, bị thương rồi. Đây này, nó trời từ trên đấy xuống rồi, đang đỏ hết. Ừ đây,
khả năng anh nghi khả năng là con này bị dính bẫy hoặc là bị bắn đấy. Đây này, có tươi này, đấy tươi này, đấy người giói nhá, tiếp ra chưa. Hay là không phải mỗi mình giết cái ấy đấy mà lại đội khác nó đến đây nó săn nhỉ? Hay nó cũng đi săn con đấy nhỉ? Nhưng kiểu người ta săn được cái con đấy xong người ta mổ bụng hết nhỉ? Ướt nguyên, yeah. Tanh ngòm luôn. Còn tươi á? À. Tươi nguyên đấy. Chắc chắn là mới nguyên. Cái này chắc chỉ cắt cho tầm khoảng một tiếng thôi. Hả? Ừ. Chưa nó mới đang bắt đầu đâu. Đây là lỗ đóng của cái này. Ôi giời, nó vải hết trên này. Rồi. Đây này. Ôi giời ơi. Con này ăn dọc dọc đây rồi. Khả năng đúng con này bị thương. Đâu? Ôi giời. Này. Mẹ thành một suối luôn rồi này. Ôi giời. Ôi. Ôi giời. Đây là bên này nó quẫy nhá. Lên xem nào. Hai ơi. Cái thứ này bị sao không? Ai ơi. Ôi. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi như này mọi người nhé. Mỗi một miếng này sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm cũng rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Lâu đấy bà? Đây này, nó ở khu đây mà, nó chạy đến đâu rồi đấy. Máu gì rồi? Bà có nhận ra con gì không? Không. Ôi nó cắn vào đùi bà ơi, hết đùi rồi này. Cháu dưới kia nhìn nó máu nó chảy xuống dưới. Vậy chưa anh chưa bà đau quá phải đi lăn cho nó chui chui. Ôi ơi hết quần rồi kìa. Nó cắn máu ra. Con gì mà nó đen mà nó to thế không biết. Ôi giời ơi, gì ướt đẫm này. Nó cắn. Qua rồi. Đi nhanh đi. Chú thì nhanh lên chú. Đấy, ná ở đây ấy. Đây ấy. Bà đi mình đứng này. Chú xuống ngay đi. Vô vô mình về về đi. Mày xem nó có rách sâu không? Vết tăng có sâu không? Ui, rách to lắm, rách vầy. Ôi giời. Thôi ấy tạm vào cho bà khả năng cái này phải đưa bà đến viện rồi. Bà đi lấy củi á bà. Anh đắp sơ cứu cho bà. Để cho xong cứ bà đi viện thôi. Nguy hiểm lắm bà. Không có củi thì được, cứ đi lên nhặt và cấy. Cái này đưa viện lấy khả năng đưa luôn ra ngoài trạm xá cái này nó xử lý vết thương này. Bây giờ cái xe đâu băng vết thương của bà. Mình gọi là cái máu nó đã chảy á. Mình đưa cho bà ra ngoài trạm y tế để người ta rửa giấy không ạ?
khâu rồi mà. Khâu khiếp thì khâu máu này. Nhiều máu ấy. Bà đi một lúc là bà mất xỉu ngay. Mất nhiều máu này, nhưng mà khả năng nếu mà cái máu ở dưới suối kia là không phải máu ấy đâu. Không phải. Là khả năng là con gì đâu. Em nghĩ khả năng nó đang tha mồi lên đấy. Hoặc là một con ấy bị thương. Sao mà nhiều thế bà? Đúng rồi. Làm sao bà chịu được? Bà cứ thở đi. Bà cứ thở. Thở đều nữa bà. Đều đi. Nào. Đắng lôi này. Này là cho lắm. Ui cái này nếu mà mất máu nhiều quá cơ bà tụt huyết áp. Tụt ngay chứ còn gì nữa. Tụt yếu người nhỉ. Bà 70 tuổi bà vứt dép đấy đi. Ui giời, anh tôi bác Vinh cho bà lên chứ. Không bà đi. Chứ không cái này, cái này mình ra để mình sơ cứu chứ không à. Đúng rồi, nhanh không. Nhanh, mất máu nhiều quá bà tụt huyết áp và ngất. Đưa bà đi. Bà đi viện nhé. Ui bà hiểu quá mà nhanh. Bác Vinh cho cứu. Để cháu mê chú dựng mẹ. Bà cứ đi, cóng bà đi, ngồi dép bây giờ mình tính sao không quyết định được. Cóng bà đi. Ok. Thôi. Bà không phải ngại, không phải ngại đâu bà. Thái chân mình đau thì mình đi. Cái này nó cắm mất máu này. Ôi giời ơi, mình ngã. Ôi mà cứ yên tâm. Cắm ra đó bà. Ôi. Cẩn thận vào cái chỗ đau. Đâu bà lên cái dốc ở trên này đó. Đây đi. Đi ra đây quay lại luôn đây này. Đó, quay đằng sau này. Rồi đi đằng sau cho dễ. Đằng sau đi được. Đi được. Xuống suối làm gì? Đi vào đi viện lên đi. Đi mò luôn đi. Đây cái chỗ gốc ấy này. Đấy. Ui, cầm hết đồ rồi đây này. Ghép đấy bất đi đấy. Đưa bà đi viện đi. Đưa bà lên qua cái dốc này. Cái đầu bà có trời thì bảo bọn cháu nhá. Này là nóng này. Gì đây này? Mẹ. Nghe có tiếng đấy.